Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ducati Barnelli V4R và Kawasaki Ninja 2, ai xứng đáng là vua? Ducati Barnelli V4R và Kawasaki Ninja 2 đang là hai cái chiếc Superbike thương mại sổ chứng minh có động cơ là khủng nhất trong cái làng mô tô thế giới. Vậy cái phiên bản Barnelli V4R 2.9 hay là Ninja 2 2.9 nhanh hơn? Đâu là mẫu xe xứng đáng là vua ở một khúc Superbike được sản xuất thương mại hiện nay? Trước tiên hãy cùng chúng tôi xem qua mức giá bán của hai cái chiếc siêu phẩm này. Siêu phẩm đến từ Nhật Bản được bán chính hãng ở thị trường Việt Nam với mức giá 1.099.000.000 đồng, trong khi cực phẩm của Itera chưa được công bố mức giá chính hãng ở Việt Nam và em ấy sẽ trên dưới khoảng là 2.000.000 đồng. Và giá của chiếc Ducati Barnelli V4R 2.9 tại Thái Lan được niêm yết ở mức tương đương gần 2.000.000.000 đồng. Tiếp theo đó là cùng xem những thông số chi tiết về các động cơ siêu khủng của hai cái chiếc siêu phẩm này. Kawasaki Ninja 2 2.9 được trang bị trên mình động cơ là siêu nạp 4 xăng thắng hàng với một cái dung tích là 998cc, trong khi Ducati Barnelli V4R 2.9 sử dụng trên mình động cơ là V4 với một dung tích bằng với là Ninja 2 998cc. Về mặt sức mạnh, động cơ siêu nạp của Kawasaki Ninja 2 cho ra một công suất đa là 231 lực, còn đối thủ Ducati Barnelli V4R 2.9 thì nhỉnh hơn 234 mã lực. Cái sức mạnh kết hợp cùng với hệ thống ống xả Anovis Full System được thiết kế riêng biệt. Về mặt trọng lượng thì cái chiếc Barnelli V4R 2.9 của nhà Ducati có một cái trọng lượng ước rơi vào khoảng 190kg, trong khi phiên bản Kawasaki Ninja 2 2.9 nặng hơn giữa mức là 220kg. Như vậy, đại diện đến từ Nhật Bản có một cái trọng lượng sẽ nặng hơn tầm là 30kg so với cái chiếc siêu phẩm đến từ Ý. Với những con số về cái công suất, trọng lượng vân chi tiết cũng như theo các bạn nghĩ thì mẫu xe nào có nước đề cũng như cái nước tốc độ tối đa sẽ cao hơn, mẫu xe nào xứng đáng là vua của dòng là Superbike thương mại thời điểm hiện tại năm 2009? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.